trước cơn sốt VinFast Fadin. Nhiều khả năng trong thời gian sắp tới, mẫu xe siêu nhỏ Hyundai Sancho sẽ được đưa về Việt Nam. Giá của Hyundai Sancho có thể sẽ ở mức dưới 300 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với người anh em Grand i10. Xét về kích thước, Hyundai Sancho phù hợp để cạnh tranh với VinFast Fadin hơn so với Grand i10. Sancho có thiết kế không quá nổi bật, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn thể thao, trẻ trung như các chi tiết cản trước và cản sau, cùng nhiều đường nét cơ bắp ở thân và đuôi xe. Xe có các thông số kích thước dài rộng cao là 3610mm, 1645mm và 1560mm, chiều dài cơ sở 2400mm. Kích thước này của xe nhỏ hơn đàn anh Grand i10 và tương đương với các đối thủ Kia Morning, Toyota Wigo và VinFast Fadin. Sancho có khoảng sáng gầm 160mm, giúp xe linh động khi leo lề đường, đưa xe vào nhà. Khoang hành lý trên xe có thể tích 235 lít, khá nhỏ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu chở các vali nhỏ hay mua sắm cuối tuần. Nội thất của Hyundai Sancho 2019 trẻ trung, phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi, là dòng xe cỡ nhỏ giá mềm. Sancho được trang bị những tính năng cơ bản, không gian cabin thoải mái hơn cho 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Những trang bị tính năng trên xe như vô lăng tích hợp nút bấm điều khiển chức năng, ghế xe nỉ, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, USB, Bluetooth, điều hòa chỉnh tay, gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện. Hyundai Sancho 2019 được trang bị động cơ dung tích 1.1 lít cho công suất 68 mã lực, mô men xoắn 99 Nm đi kèm hộp số 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Trang bị an toàn của xe gồm phanh đĩa trước, phanh sau tang trống, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống hai túi khí an toàn. Trong khi đó, đối thủ mà Sancho nhắm đến là VinFast Fadin, được ra mắt gần đây với phiên bản động cơ 1.4 lít và hộp số CVT. Hiện tại, VinFast chưa đưa ra tùy chọn số sàn như các đối thủ khác. Xe có giá bán ban đầu 370 triệu đồng, đã bao gồm VAT. VinFast Fadin chính là mẫu xe được phát triển trên nền tảng của xe Opel Karoq, phiên bản cao cấp của Opel Car, theo hợp đồng nhượng quyền công nghệ từ GM. Mặc dù Opel Car sử dụng chung nền tảng và cấu trúc xe nhỏ toàn cầu của GM với Chevrolet Spark thế hệ hoàn toàn mới, nhưng dòng xe Opel Car được sản xuất theo chuẩn công nghệ Đức và châu Âu. Opel Car có khá nhiều nét khác biệt về cả thiết kế ngoại thất và nội thất so với Chevrolet Spark thế hệ mới. Fadil sẽ được trang bị một loại động cơ i4 dung tích 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực, mô men xoắn cực đại 128 Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Những trang bị cơ bản xuất hiện trên xe gồm đèn định vị LED, đèn pha halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp xi nhan báo rẽ, đèn sương mù tròn đặt thấp, logo VinFast gắn trên lưới tản nhiệt, đuôi xe không nhiều đặc biệt, cụm đèn hậu nhỏ nhắn, logo VinFast gắn chính giữa. Một số trang bị nổi bật bên trong bao gồm màn hình giải trí 7 inch, kết nối điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa, ghế ngồi bọc da tổng hợp, vô lăng 3 chấu tích hợp một số phím chức năng, điều hòa chỉnh cơ, hàng ghế sau có thể gập phẳng giúp gia tăng không gian chứa đồ. VinFast Fadin được trang bị một số công nghệ an toàn nổi bật như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phanh điện trước, tang trống sau, công nghệ phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera lùi trên bản cao cấp, 6 túi khí. Có thể thấy, cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe nhỏ giá rẻ sẽ càng trở nên sôi nổi hơn, và nếu được đưa về, Hyundai Sancho hứa hẹn sẽ là sản phẩm đáng chú ý đối với các khách hàng có nhu cầu kinh doanh vận tải và là đối thủ đáng gờm trong phân khúc.